Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng thì em là 0849 490 188 hoặc 0396 161 4604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 6 tháng 6 năm 2020. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị vẫn là cái lô đai châu, là cái lô đai châu Thái bóc trụ cô chú anh chị này. Số cây nhỏ xinh và hàng lá xếp lỗi lá nhẹ rất là xinh như vậy. Với mỗi 1 kg nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 cho đến 13 14 cây trên 1 kg của chú anh chị này. Và đây là những cây đã trưởng thành có thể cho hoa của chú anh chị nhá. Dạ, cô chú anh chị có thể thấy là nhiều cây nhỏ nhỏ như vậy thôi là đã có những cái vòi hoa năm trước rồi. Và em bán với giá là 560.000 cho 1 kg. Dòng lan đai châu Thái bóc trụ rất là nhiều màu sắc đẹp ạ. Và tiếp theo bên này là lâu lắm rồi thì em hôm nay em mới cập bến một cái lô đai châu dòng dáng hương đuôi sóc nhá. Mùa ghép rất là chuẩn mùa luôn cô chú anh chị này, hàng đã cắt tỉa rất là sạch sẽ. Đó, dáng hương đuôi sóc này thì em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc. Và cái lượng hàng thì em có hàng xỉ cô chú anh chị nhá. Dáng hương đuôi sóc này giá hàng xỉ khá là ưu đãi. Còn tiếp theo bên này là em có dòng lan Hải Âu. Hải Âu này cô chú anh chị này, đây là lô đầu tiên em có cái lô Hải Âu về. Hải Âu em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Rồi tiếp theo bên này đây là long tu đá cô chú anh chị nhé. Long tu đá với giá em bán là 130.000 cho 1 kg. Dòng long tu đá hàng rất là tươi và đang lên mầm rất là mướt đẹp như vậy. Tiếp theo bên này là dòng lan Hải Yến. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là Hải Âu và Hải Yến khá là giống nhau và nó cũng vừa mới qua mùa hoa xong, cái vòi hoa khi ra vươn thẳng rất là đẹp. Dòng lan Hải Yến em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 1 kg. Dòng lan Hải Yến cô chú anh chị nhé. Và đây là dòng lan Bạch Hỏa Hoàng này cô chú anh chị này. Bạch Hỏa Hoàng nó cũng vừa mới qua mùa hoa xong. Đây là một cái dòng hoa mà có màu trắng pha với đỏ rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Và cái dòng lan này cây như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa bông rất là to và đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Bạch Hỏa Hoàng cô chú anh chị có thể nhìn trên lòng bàn tay của em để tưởng tượng ra những cây của nó như vậy, như thế này. Già hành thì rất là nù và kèm theo đó những bông hoa của nó khi mà nở rất là to, đẹp và bền. Bạch Hỏa Hoàng này em xin phép được bán với giá là 380.000 cho 1 kg. Và em bán từ 0,3 kg trở lên cô chú anh chị nhé. 0,3 kg trở lên em bán rồi. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng lan Hoàng Lạp này cô chú anh chị này. Mướt quá mướt và đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Dòng lan Hoàng Lạp này, em bán với giá là 130.000 cho 1 kg Hoàng Lạp ạ. Và bên này đây là Hoàng Thảo Nghệ Tâm. Một bó Hoàng Thảo Nghệ Tâm rất là lớn như vậy, đủ cô chú anh chị là một giò rất là đẹp luôn. Hiện tại thì hàng đang lên mầm nhé cô chú anh chị nhé. Cây nhìn rối tinh như vậy thôi nhưng mà khi mà lên giò ra hoa không điểm nào để cô chú anh chị chê được. 50.000 cho một bó thôi. Bên này đây là dòng lan Thạch Hợp Tía. Một loại lan và một vị thuốc. Một cái dòng lan cũng rất là dễ thuần, dễ chăm. Nếu như nói về vị thuốc thì nó là một trong những cái 110 loại dược liệu tốt nhất, được liệt vào một trong 10 loại dược liệu tốt nhất. Và cô chú anh chị có thể lên Google để search để biết là tác dụng tuyệt vời của dòng lan Thạch Hộc Tía này. Những bông hoa Thạch Hộc Tía cũng rất là xinh và hoa cực kỳ là sai, toàn là những rề thôi cô chú anh chị ạ, rề rất là đẹp luôn. Em bán Thạch Hộc Tía này với giá cũng 380.000 cho 1 kg. Hàng này thì thực sự là những năm trước đây ạ. Những năm trước đây cái giá của Thạch Hộc Tía, những năm trước đây giá của nó có thể lên đến vài triệu cho 1 kg. Bây giờ thì người ta trồng được nhiều, chính vì vậy cái giá thành có phần là giảm nhẹ. Và đây là một cái dòng lan rất đáng sưu tầm luôn cô chú anh chị ạ. Tại vì ngoài chơi lan thì nó là một cái cây thuốc rất là tuyệt vời. Còn bên này đây là dòng lan Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên hàng Bắc cô chú anh chị nhé. Bên kia là Hoàng Lạp ạ, còn đây là Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên này cũng hàng rất là nhiều xanh, cũng rất là xanh lá, nhiều lá như vậy. Cũng đang chuẩn bị đến mùa lên mầm tại vì vừa hoa xong mà. Em bán với giá Sơn Thủy Tiên 190.000 cho 1 kg. Rồi tiếp theo bên này là em có vài bó Vanda rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Mỗi một bó Vanda rất là to, thoải mái cô chú anh chị là một giò đẹp, hoa thơm nước mũi luôn. Với giá em bán ở đây là 50.000 cho một bó Vanda thôi.
Tiếp theo bên này là dòng lan đùi gà dẹt này. Đùi gà dẹt thường là hoa sẽ nở vào mùa Tết của chị nhé. Cũng khá là nhiều dề to. Hiện tại đang lên mầm rất là tuyệt vời như thế này. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy rất là nhiều mầm luôn như vậy đấy ạ. Cô chú anh chị về trồng là sẽ bắn rễ non và có được cái giò thuần đẹp để chơi hoa xuân, hoa Tết trong mùa tới nhé cô chú anh chị nhé. Đùi gà dẹt em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị nào lấy từ 2 kg em sẽ để với giá là 350.000 cho 2 kg cô chú anh chị nhé. Giảm được 10.000 ạ. Tiếp theo bên này là dòng lan kiều vuông mỡ gà. Cũng có khá là nhiều rễ đẹp lắm cô chú anh chị này, dễ ghép luôn. Kiều vuông mỡ gà thân mập ú như vậy luôn. Em bán với giá 220.000 cho 1 kg kiều vuông mỡ gà. Bên này đây là lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Xanh mướt mắt luôn, cắt tỉa rất là kỹ này cô chú anh chị này. Hiện tại thì có những cây mà ra nụ rất là tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị có thể xem cho em. Đây này, ví dụ như cái nhánh này này, hiện tại đang nhánh này khá là dài mập và khỏe và hiện tại đang nhú hai cái vòi hoa luôn cô chú anh chị này. Nó tròn tu rất là đẹp như thế này nhá. Đấy, lô kiều tím này thì nói chung là 100% hàng chưa nở hoa. Về cô chú anh chị chơi hoa trọn vẹn luôn. Tuy nhiên thì cũng có những cái nụ nó khá là lớn nên là qua vận chuyển đóng gói nó cũng bị hỏng mất nụ như thân này này. Đấy, chú anh chị này. Hai nụ rất là đẹp luôn. Hai nụ rất là đẹp luôn. Thế mà vận chuyển đóng gói nó hỏng mất. Kiều tím miền Trung đa số là những cái hàng rề vừa vừa cô chú anh chị nhá, rất là xinh luôn như vậy. Bán với giá là 330.000 cho 1 kg kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Rồi tiếp theo bên này là dòng lan nhất điểm hồng. Dòng hoa có hoa màu trắng muốt và họng điểm một xíu hồng rất là tuyệt vời. Lô nhất điểm hồng này thì em bán với giá là 100.000 cho lô nhất điểm hồng này đi, rất là nhiều. Còn nhất điểm hoàng, cái lô nhất điểm hoàng này em bán 60.000 cho lô nhất điểm hoàng này. Và bên này là kim điệp xuân, cũng là dòng lan sẽ nở hoa vào Tết hoặc là xuân của chú anh chị nhé. Hiện tại cũng đang lên mầm rất là xinh luôn ạ. Và mỗi một giả hành một nhánh như vậy thôi có thể cho vài chùm hoa của chú anh chị nhìn này. Đó, nên là mình có thể sở hữu khoảng tầm nửa kg đã có giò kim điệp xuân đẹp rồi. Với giá em bán chỉ 140.000 cho 1 kg thôi ạ. Bên này đây là dòng lan hỏa hoàng cam của chú anh chị nhé. Hỏa hoàng cam, hàng hiện tại đấy ạ, cũng đang bắt đầu lên những mầm mới này cô chú anh chị này, lên rất là xinh luôn. Đó, đây là cái thời điểm cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò hoàng thảo đơn cam. Đây là một dòng lan mà được nhiều người chơi lan rất là ưa thích săn tìm, dòng hoa rất là độc đáo, màu cam lửa độc đáo ạ. Với giá em bán là 650.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Cũng sẽ có một số mầm khi vận chuyển đóng gói đến tay cô chú anh chị nó sẽ hỏng. Tuy nhiên thì mình có thể đợi những cái mầm non mới mọc lên ạ, không vấn đề gì cô chú anh chị nhé. Em bán từ 0,2 kg rồi. Với 0,2 kg cô chú anh chị mình thoải mái được giò hoàng thảo đơn cam, thoải mái ghép rồi cô chú anh chị nhé. 650.000 cho 1 kg với cây nhỏ như vậy thì cô chú anh chị tính chỉ với 2,130 thôi mình đã có những cây đơn cam rất là đẹp rồi ạ. À, bên này đây là những cái chậu thẻ bài may mắn ạ. Những cái chậu thẻ bài may mắn đây cô chú anh chị nhé. Hoa như vậy rất là bền luôn. Bên ngoài thì phải nói nó tuyệt vời, rất là xinh luôn. Và những cái chậu như vậy, những cái cây thẻ bài, hoa thẻ bài như vậy có thể chơi được vài tháng cô chú anh chị ạ. Để trong phòng khách hay bàn làm việc cực xinh luôn. Và một chậu hai hoa như vậy em bán với giá chỉ 55.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Dễ trồng, dễ chăm và hoa rất xinh cô chú anh chị ạ. Nhìn như hoa nhựa luôn, rất là đẹp. Và bên này đây là những cái cây hoàng nhạn tháng 8 và hàng đột biến của chú anh chị nhé. Đây là hàng đột biến. Mỗi một chậu hoàng nhạn như vậy thì số cặp lá của nó cũng từ 4-5 cặp lá, 5 cặp lá trở lên hết rồi. Rất là xinh luôn của chú anh chị này. Đó, lá xếp rất là xinh như thế này. Em bán với giá là 210.000 cho một chậu hoàng nhạn tháng 8 này. Rồi tiếp theo bên này đây là cô chú anh chị có thể thấy đây là lô... đây là lô lan địa lan quân tử cô chú anh chị nhé. Địa lan quân tử ạ. Dòng địa lan quân tử này không chỉ hoa đẹp mà chơi đẹp từ thân lá. Và đặc biệt thì nó có những cái tác dụng rất là tuyệt vời. Thứ nhất là về mặt phong thủy thì nó có thể tượng trưng cho cái sự tài lộc, thịnh vượng và sự may mắn an gia cho gia chủ. Và về cái ý nghĩa thực tế của dòng này thì nó mang một cái ý nghĩa rất thực tế, rất là tuyệt vời. Đó là có thể nó giúp mình loại bỏ những cái chất khí độc hại trong không khí, hoặc là loại bỏ giúp mình những cái tia sóng từ điện thoại hay là từ tivi cô chú anh chị nhé. Đây là một cái trong những dòng lan mà rất là nên có cho mỗi gia đình, để trong phòng khách hay là bàn làm việc ngắm thân lá cũng rất là xinh, mà hoa thì đẹp và rất là bền hoa cô chú anh chị nhé. Mỗi một chậu như vậy thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy là rất là to, nhiều cặp lá như thế này rồi. Và một chậu như thế này thì em chỉ bán với giá là 75.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 75.000 cho một chậu thôi ạ, giá cực rẻ luôn. Và bên này là những cây dễ trồng và nó nhỏ hơn cô chú anh chị này, dễ trồng nhỏ hơn, khá nhiều cặp lá xinh như vậy.
Và những cây dễ trần này em chỉ bán với giá là 25.000 thôi. Đó, cô chú anh chị muốn lấy loại nào cũng được nhá cô chú anh chị nhá. Một cây lan có tác dụng rất là tuyệt vời. Rồi tiếp theo bên này là những cái chậu kiếm thái hoa vàng, rất là dài và đẹp luôn. Và một chậu như thế này thì cái số giả hành của nó này cô chú anh chị này, số giả hành của nó phải từ 3 giả hành trở lên, với chiều dài khoảng tầm 3-40cm trở lên hết rồi cô chú anh chị này. Và một chậu kiếm như vậy thì đây là cái dòng lan gọi là được lai tạo giống, được tạo giống từ những cây kiếm đột biến ở rừng nhá cô chú anh chị nhá. Nên là hứa hẹn sẽ là một cái giò kiếm xanh Huế Thái, cái mặt hoa tuyệt vời luôn. Và một chậu như vậy thì em chỉ bán với giá là 130.000 thôi cô chú anh chị này. 130.000 cho một chậu rất là to và đẹp luôn ạ. Rất là to và đẹp luôn cô chú anh chị này. Rồi tiếp theo bên này là em có rất là nhiều những cái dòng cáo thuần, hàng cáo rời mà đang hoa, vươn những vòi hoa rất là dài, tuyệt vời như thế này. Với cái giá rất là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Và những cái phần đai châu phi điệp tím nữa nhé cô chú anh chị nhé. Em xin được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi ạ. Trước tiên là hình số 1. Hình số 1 là một phần đai châu Thái. Đai châu Thái thì cô chú anh chị có thể mua hàng kg cũng rất là mướt mắt này. Hoặc là cô chú anh chị có thể mua theo hàng hình này cũng đều được cô chú anh chị nhá. Hàng hình thì cô chú anh chị có thể dễ chọn cho mình những cái hình ưng ý nhất ạ. Hình số 1 với số cây là 7 cây luôn cô chú anh chị này. 7 cây châu Thái rất là xinh ở hình số 1 này. Cô chú anh chị nhìn cho em, vì khá nhiều hình nên em sẽ làm nhanh một xíu cô chú anh chị nhá. Hình này có tất cả 7 cây rất là đều cây đẹp như vậy với giá 240.000 cho hình số 1. Hình số 1. Hình số 2 cũng là 7 cây ạ. 7 cây đẹp mướt mắt như vậy cô chú anh chị này, cũng chỉ với giá là 240.000, quá bèo đúng không ạ? Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 này có tất cả là 5 cây. 5 cây này khá là lớn này cô chú anh chị này. Với giá em bán đây là 270.000 cô chú anh chị nhá. 270.000 cho 5 cây rất là xinh, rất là đẹp này. Đó. 270.000 cho 5 cây này. Tiếp theo là hình số 4 với số cây là 8 cây. Giá là 280.000 cô chú anh chị nhá. 280.000 đó. Hàng thì nó cũng có lỗi lá rất là nhẹ thôi, xíu xíu thôi cô chú anh chị này. Rất là xinh như vậy, 8 cây chỉ 240.000, quá bèo đúng không ạ? Mỗi một cây nó như vậy thì nó chỉ rơi vào bao nhiêu ạ? 8, 3, 24. Đó, một cây châu to như thế này chỉ rơi vào có 30.000 cho một cây. Hàng cây giống bé tí xíu thì người ta đã bán ba mấy nghìn một cây rồi cô chú anh chị biết rồi đấy ạ. Hàng này thì đã có khả năng cho hoa hết rồi đấy cô chú anh chị nhá. Năm ngoái đã cho hoa rồi đấy. Rồi tiếp theo là hình số 5, 6 cây với giá là 210.000. 6 cây 210.000 cô chú anh chị nhá. Đó, 6 cây. Và hình tiếp theo hình số 6, 7 cây 300.000. 7 cây 300.000 đây cô chú anh chị này. Hình số 7, 6 cây với giá là 210.000. 210.000 cho 6 cây châu Thái này. Hình tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 này số cây là 7 cây 240.000 cô chú anh chị nhé. 7 cây này 240.000 đấy ạ. Hình số 9, 4 cây với giá 240.000. 4 cây này to nhé cô chú anh chị nhé. 4 cây to như vậy với giá là 240.000. Tiếp theo hình số 12 cô chú anh chị này. Hình số 12 một phần rất là xinh, số cây cũng là 4 cây với giá là 240.000. 12, 4 cây 240.000. Hình số, trời ơi, lại làm ngược lại rồi à. Hình số 9. Hình số 10 đây cô chú anh chị này. Hình số 10. Hình số 10 này có tất cả là 8 cây. 8 cây nhá. 8 cây này với giá 270.000 ạ. Và hình số 10. À hình số 11 ạ. Hình số 11 này là có 6 cây. Cô chú anh chị nhìn ạ, 6 cây rất là mướt, đẹp như thế này. 6 cây này em bán với giá 300.000. Hình số 12 với 4 cây to đẹp. 4 cây to đẹp ở hình này, giá 240.000. Và hình số 13. Hình số 13 là có 5 cây cô chú anh chị nhá. 5 cây cũng to đẹp như vậy với giá 240.000. Và hình số 14, 7 cây. 7 cây đấy ạ. 7 cây ở hình này với giá 270.000. Hình số 15, 10 cây luôn cô chú anh chị nhá. Hẳn 10 cây luôn đấy ạ, rất là xinh luôn. Đấy ạ, có những cây đang bắn những cái rễ to đùng luôn đấy cô chú anh chị này. Mùa này mùa ghép tuyệt vời luôn rồi cô chú anh chị nhá. Hình này có, hình 15 có 10 cây với giá 250.000. Hình tiếp theo là hình số 16, 9 cây. 16 này 9 cây với giá là 240.000. 9 cây 240.000. Hình tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 này em có là một phần cẩm báo nhá. Một phần cẩm báo này có chính trị ghép một giò to đẹp luôn ạ. Dạ, có 2
3, 4, 5 cây cẩm báo khá là to nhé, với giá chỉ với giá là 150.000 thôi. Tiếp theo là hình số 18. Hình số 18 này cũng khá nhiều cây cẩm báo đây cô chú anh chị này, 5, 6 cây gì luôn ạ. Hình này em cũng bán 150.000 cho hình số 18. Tiếp theo là hình 19 này là phi điệp tím hàng Bắc chuẩn rừng vùng Cao Bằng, kiến zin cô chú anh chị này. Hình này có 3 kiến rất là siêu yêu như thế này, với giá là 220.000, có 3 kiến đẹp như vậy nhá. Hình số 20, hình số 20 này có 4 kiến cô chú anh chị này, 4 kiến thành 5 kiến nhỏ luôn ạ. Hình này em bán với giá là 200.000, 200.000 cho hình này. Hình tiếp theo là hình số 21, một dề. Dề này thì khá là dài cô chú anh chị nhé, đang lên mầm rất là khỏe đẹp như vậy, với giá 420.000 thôi. Thân già thoải mái cô chú anh chị, về ươm ti cực lợi luôn cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là hình số 22 với giá 400.000 thôi cô chú anh chị này, 400.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo là hình số 23, 506 cho một dề thân rất là nù. Nói chung là với mùa này ấy, thì gần như là đã sổ hoa hết rồi, và hàng từ rừng về thì vận chuyển đóng gói mới hỏng mất nụ. Đây còn một nụ này. Đấy, cái dề rất là mập, khỏe, đẹp như vậy, với giá em bán là 560 của chú anh chị nhé. Kèm theo rất nhiều thân già, và cô chú anh chị ươm ki thì cực lợi luôn. Hình tiếp theo là hình số 24, 408 cho dề này, 408 cho dề này, thân lá cũng rất là đẹp. Hình tiếp theo là hình số 25 với giá 480, cũng còn một nụ xinh xinh ở trên kia này cô chú anh chị này. Đó, 480 cho dề điệp này. Nói chung là cái giá này thì phải nói rất là rẻ luôn đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 26, cái dề này em bán là 200.000 cô chú anh chị nhé, 200.000 cho dề điệp bắc chuẩn rừng này. Hình tiếp theo hình 27, cái dề này nụ tím ngắt luôn, đang có hai nụ này, thân đen chuỗi luôn cô chú anh chị này. Đó, cả mầm tơ mới lên cũng đen chuỗi luôn, tím ngắt luôn. Hình này em bán với giá là 270 cho hình số 260 cho hình 27. Tiếp theo là sang bên này sẽ là 28, là những phần dáng hương đuôi cáo của chú anh chị nhé. Hình 28 một phần dáng hương đuôi cáo gồm có 18 cây luôn ạ. 18 cây cho hình dáng hương đuôi cáo, mùa đang tầm ghép tuyệt vời này. Hình này em xin phép được bán với giá 180.000. Và hình số 29, hình 29 này có 8 cây của chú anh chị nhé, 8 cây cáo ở hình 29 với giá 180.000. Hình 30, 170.000, có 7 cây. Và hình số 31 nguyên một dề luôn cô chú anh chị này. Năm ngoái thì những cái vòi hoa rất là xinh luôn, năm nay không hiểu sao thì lại trốn hoa. Trốn hoa một dề rất là đẹp như vậy luôn này cô chú anh chị này. Dề đều tròn rất là xinh. Dề này em bán 250.000 cho hình 31 ạ. Hình số 32, 160.000, có 7 cây, 160.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo là hình số 33. Hình 33 một phần cáo này có tất cả là 11 cây ạ. 11 cây phần này em bán với giá là 180. Tiếp theo là hình số 34. Hình 34 này có 4 cây nhé cô chú chị nhé. Trong đó có 2 cây đang vươn hai cái vòi nụ rất là to đẹp như thế này. Đây này cô chú chị này. Hình này em bán với giá 180.000 cho hình 34. Hình 35 số cây là 12 cây. 12 cây cho hình 35 này với giá là 170.000 ạ. 170.000 cho hình 35. Hình số 36 một phần cẩm báo có 4 cây à. Hình này à, một phần cáo có 7 cây to đẹp ạ. À đâu, 4 cây chứ. 4 cây khá là to đẹp như vậy. Hình này em bán với giá là 160 nhá, 4 cây cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị muốn ghép cáo thì ghép thời điểm này là đẹp nhất rồi đấy ạ. Tiếp theo là hình số 37, cũng là 4 cây. Trong đó có 2 cây là mẹ con này cô chú anh chị này. Đó, chú anh chị thì nhìn thấy 2 cây mẹ con. À, 3 cặp mẹ con luôn đấy ạ, chứ không phải 2 cây đâu, 1 này, 2 này, 3 này, 3 cặp mẹ con luôn ấy. Có một ngọn này nó hơi dập một tí xíu. Hình này em xin phép được bán với giá 180.000. Tiếp theo là hình số 38. Có một cái cây này là một mẹ hai con đang hai vòi, đang một vòi nụ rất là xinh này. Và cây này cũng đang vươn một vòi nụ nữa đây. Hình này có tất cả là 4 cây. Trong đó có một cây là một mẹ hai con. Hình này em xin phép được bán với giá là 190.000 cho hình số 38. Hình số 39 170.000, hình này có tất cả là 4 cây. 4 cây đâu? Hình này có 4 cây, đúng rồi, 4 cây có một cái vòi nụ rất là dài đây. Hình này 4 cây 170 nhá, hình 39 ạ. Tiếp theo sang bên này là hình 40. Hình 40 là một giò cáo thuần đang có một cái vòi nụ sắp bung rồi cô chú anh chị này. Giò này có tất cả là nó là nguyên một dề á. Không biết là phải nguyên một dề không, đúng rồi. Là nguyên một dề được ghép lên khúc gỗ và đã ra rễ rất là ổn định nhá cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Đó. Đang có một cái nụ này, hàng này thì cũng ghép rất là lâu rồi mới được lá căng đẹp như vậy nhá.
Cái giò cáo này thì em xin phép được bán với giá 200.000 ạ. Tiếp theo là hình số 41. Hình số 41 này em có một ngọn cáo nguyên bản đấy ạ. Một ngọn ngà cáo nguyên bản từ rừng về, em treo ở trong vườn khá là lâu rồi. Và hiện tại đang vươn một cái vòi hoa đấy ạ, rất là dài, đen như vậy nhá. Em nghĩ rằng chắc là cái vòi hoa nụ của nó sẽ khá là tím đậm. Và thêm hai kiến phi điệp tím của rừng Cao Bằng đấy. Kiến zin mà cũng chưa biết mặt hoa đâu ạ. Đấy ạ, một kiến này. Và thêm một kiến ở dưới này nữa, nhỏ nhỏ đây nữa. Và cái hình này, hình cáo kèm với cả phi điệp này em bán với giá là 220.000 cho cái hình số 41. Hình số 42, một giò cáo thuần đang một vòi nụ đấy ạ. Đang một vòi nụ có một cái ngọn này lỗi lá. Đó, giò cáo này thì em chỉ bán với giá 180.000 thôi. Nói chung là lỗi lá thì nó sẽ mọc lên cây con mới thôi ạ. À, lỗi ngọn ấy. Tiếp theo là hình số 43. Hình 43 này là một cái chậu cáo xếp ạ. Chậu cáo xếp này đang có hai vòi nụ này, một cái vòi nụ này cong cong vút vươn cao rất là cao như vậy đấy. Cây này thì bản lá rất là to, hàng là xếp về thẳng nhá cô chú anh chị nhá. Một cây mẹ và một cây con. Đó. Cây con cũng đang có nụ này cô chú anh chị này. Đó, giò cáo này em xin phép được bán với giá là 300.000 cho giò cáo ở hình số 43. Hình số 43 đây cô chú anh chị nhé. Nhìn từ cây đến thế hoa rất là xinh. Tiếp theo là hình số 44. Hình số 44 này phải nói là siêu hoa siêu nụ luôn. Này, hình 44 cây không lớn lắm nhưng mà rất là nhiều nụ. Không biết là bao nhiêu cây nhỉ? Khá là nhiều cây mà. 2, 3 nụ này. 4 nụ, 5 nụ, 6 nụ cô chú anh chị nhé. Giò này có 6 nụ hoa luôn. Nụ chi chít luôn. Sai chi chít luôn ạ. 6 cái vòi nụ luôn. Rất là đẹp. Và đặc biệt là có một cái cây này này, năm nay cái vòi hoa nụ cũng đang chuẩn bị bung rồi ấy, cô chú anh chị này. À, mà đặc biệt là nó năm trước là nó phân nhánh ấy. Nhưng mà năm nay nó hơi yếu đi nên là cái vòi hoa dài nhưng mà lại cũng không có phân nhánh cô chú anh chị nhá. Cái giò cáo này thì em xin phép được bán với giá là 500.000 cho hình 44 này. Hình số 40. Hình số 45. Hình 45 đây cô chú anh chị này, hình 45 đây. Hình 45 đây là một giò cáo thuần cũng đang một vòi hoa, có hai ngọn to và một hai ngọn nhỏ ở dưới này nữa này. Đây, hai ngọn nhỏ, hai cây mẹ con đấy ạ. Giò này em bán với giá là 240.000 cô chú anh chị nhá, một vòi hoa, hai cây mẹ con. Hình tiếp theo là hình số 46. 46 này thì là có tất cả là ba vòi hoa đây cô chú anh chị này. Giò này có ba vòi hoa cô chú anh chị ngắm kỹ cho em, ba vòi hoa năm nay thì cô chú anh chị có thể chơi hoa nhá. Ở trong đó có một cây này hàng lá xếp và bản lá mít cực to, phải đến tầm 5 cm cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Bản lá mít to, lá phải tầm 5 cm. Mà cây bên này thì cũng là một cái cây tuyển ấy, cũng là bản lá rất là to. Nhưng mà rất là tiếc là cây này nó bị hỏng mất ngọn rồi. À, cô chú anh chị về vẫn có nụ hoa chơi được nhưng mà cô chú anh chị sẽ đợi cây con nó mọc lên thôi cô chú anh chị nhá. Đó. Cái giò cáo này có 3 vòi hoa, hai ngọn cáo xếp, một ngọn lỗi, một cây lỗi ngọn. Hứa hẹn mùa hoa cực xinh luôn. Hình này em bán 260 của chú anh chị nhá. Hình 46, 260. Hình 47, 180. 180 cho hình dáng hương đuôi cáo này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hai ngọn. Ngọn thứ 3 bị lỗi ngọn, đang hỏng nên là đang lên một cây con mới này. Hình tiếp theo là hình số 48. Hình 48 đây cô chú anh chị nhìn cho em nhá. Hình 48 cũng rất là khỏe, đẹp. Đó, hàng thuần rất là lâu rồi ạ. Vòi hoa vươn rất là cao luôn, cáo này. Giò này có tất cả là 4 đầu ngọn như vậy nhá. 4 đầu ngọn này em bán 200.000, có một cây có nụ thôi. Là hình số 48. Hình số 49. Hình 49 này là có 4 ngọn cáo ạ. 4 ngọn cáo, trong đó có 3 vòi hoa đây cô chú anh chị này. Có 3 vòi hoa. Đó. Và cái hình này thì em xin phép được bán với giá 200.000. 200.000 cô chú anh chị nhá. 4 ngọn, không phải 4 ngọn mà 5, 4 ngọn đúng rồi. 4 ngọn, 3 vòi hoa. Hình này 200.000, hình 49. Hình 50 phải nói là quá là yêu luôn. Cái giò này khi mà sổ hoa quá đẹp luôn. Hiện tại em thấy là đang có 4 vòi hoa, 5 vòi hoa cô chú anh chị nhá. 5 vòi hoa luôn. Và số cây khá là cây và khá là nhiều cây và cây rất là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Giò cáo này có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 6 cây. 6 cây cáo của chú anh chị nhé. Giò cáo này em xin phép được bán với giá là 300.000. Nói chung là nó quá đẹp. 300.000 cho giò này quá đẹp nhỉ.
Thôi giò này để cho cân đối với lại những cái hàng kia. Xin phép được bán giò này với giá là 350.000 cho hình số 50 nhé cô chú anh chị nhé. Hình 50 350.000 ạ. Hình 31. Hình 31 này cô chú anh chị nhìn này. Hình 31 này có tất cả là 13 cây cáo luôn ạ. Nhưng mà rất là tiếc là năm nay chỉ có một cây có nụ thôi. Đó, còn những cây kia cô chú anh chị đợi chờ thêm và hàng này thì chắc là chỉ chờ gửi, nên tốt nhất là cô chú anh chị nên nhận hàng theo xe thì sẽ tốt hơn. Cái giá thể gỗ của nó khá là nặng. Giò này em bán với giá 400.000. Tiếp theo là hình số 52. Hình số 52 này em có một giò cáo gồm có bao nhiêu ngọn nhỉ? 1 2. Đẹp lắm cô chú anh chị này, như cái ngọn này này, rất là to, bản lá mít cực đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đó. Cái giò này có 1 ngọn này, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn. 5 ngọn cô chú anh chị nhá, 1 ngọn bản lá mít cực đẹp, đang có 2 3 cái vòi hoa để cô chú anh chị chơi hoa trong năm nay. Đây, 3 vòi hoa. Giò này em xin phép được bán với giá là 340.000 cho cái giò cáo này cô chú anh chị nhá. Giá thể cũng khá là nặng đấy ạ. Khá là nặng đấy cô chú anh chị, khi mà mua thì cũng phải phải tính toán về cái giá cước vận chuyển đi. Rồi tiếp theo là hình số, hình này thì khá là nhẹ nhàng này, hình này cũng là một cái giò nguyên bản đấy ạ. Nguyên bản em treo trong vườn khá là lâu rồi, bây giờ nó đây, cái rễ của nó này em treo rất là lâu mà rễ của nó rất cực dài như thế này rồi. Giò này hiện tại đang có bao nhiêu vòi hoa nhỉ? 1 2 3, cũng đang có 4 vòi hoa cô chú anh chị nhá, 4 vòi hoa. Có một cây này bị lỗi ngọn nhưng mà nó mọc lên ngọn mới rồi, cực khỏe luôn, cực xinh yêu luôn như vậy. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 330.000 cô chú anh chị nhá, 330.000 đấy ạ, rất là đẹp. Đó, 4 vòi hoa cho cô chú anh chị chơi năm nay. Tiếp theo là hình số 54. Hình số 54 này thì em có một cái giò cáo gồm có 3 đầu ngọn, nhưng mà trong đó có một ngọn bị hỏng mất cái ngọn này rồi, 2 vòi hoa. 2 vòi hoa cô chú anh chị nhá, có một cái vòi hoa này thì bị hỏng mất mấy cái nụ. Vì là không biết là con sâu con gì nó chích vào nên hỏng mất mấy nụ. Giò cáo này thì em chỉ xin phép bán với giá 140.000 thôi. Đó, 140.000 thôi cô chú anh chị này. Rồi đây là những cái mặt hàng lan mà hôm nay bên em có nhé. Ngoài ra thì em còn có những cái vật tư và chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan thì bên em có rất là nhiều loại những cái chế phẩm dành cho hoa lan của chú anh chị nhé. B12 với giá 30.000 cho một lọ. B1 với giá 40.000. Các loại phân bón lá NPK dành cho cây con, cây trưởng thành, kích cây ra hoa đồng giá. Đồng giá với giá là bao nhiêu nhỉ? Đồng giá với giá là 30.000 cho một lọ. Phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát, cũng dành cho 3 cái giai đoạn sinh phát triển của cây, đồng giá 30.000 cho một lọ. Và cái Atonic 10.000 một gói. Cái Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ. Duy xanh 50.000 một lọ. Duy đỏ 60.000 một lọ. Và cái chế phẩm Super Thai hàng chiết, kích thích cây tăng trưởng rất là tuyệt vời, không có hại cho môi trường cũng như sức khỏe, với thể tích 50ml 85.000 cho một lọ. Và các cái loại đây, bả sen với giá là 2.000 cho một gói này. Kinkin Boom, cái loại trị các cái loại bệnh gây hại cho cây trồng trong mùa này rất là tuyệt vời, với giá 30.000 cho một gói. Và cái thuốc trị dẹp và các loại sâu gây hại cho cây trồng 25.000 cho một gói. Và ngoài ra thì em còn có thêm dây buộc lan này. Dây buộc lan cuộn này với chiều dài 100m, trong có lõi dây đồng nên là sử dụng rất là tiện dụng. Còn có cả dao cắt nữa cô chú anh chị nhé, với giá em bán là 35.000 cho một cuộn này. Cũng cái cuộn này cũng là cuộn dây đồng, buộc rất là chắc chắn, tiện dụng luôn, rất là dài cô chú anh chị nhé, với giá em bán là 70.000 cho một cuộn như vậy. Ngoài ra thì em có vỏ thông, rêu, dớn vụn, dớn bảng, dớn đĩa, chậu nhựa, móc treo. Đó, đầy đủ ạ. Và đặc biệt là em có thêm đó chính là sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng. Đây là cái sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, không có lẫn chất bảo quản cũng như là không có lẫn tạp chất. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Dạng treo mình có thể treo trong phòng khách, phòng ngủ, treo trên xe, có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch không khí, tạo mùi hương rất là tuyệt vời. Còn dạng nhỏ giọt cô chú anh chị mình có thể sử dụng trong xông tinh dầu, hoặc là sử dụng để xoa bóp,
cũng rất là tiện dụng. Còn dạng lăn thì cô chú anh chị mình có thể sử dụng để lăn xoa bóp trong trường hợp mình bị đau đầu, đau cơ mà sẽ không tạo cái cảm giác nóng rát khó chịu như là cô chú anh chị dùng các cái loại dầu khác, mà lại tác dụng rất là tốt cô chú anh chị nhé. Đây lại là sản phẩm mà nó từ thiên nhiên nên là rất là lành tính đối với lại sức khỏe ạ. Và đây mỗi một lọ với thể tích là 10ml như vậy, dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, đồng giá 40.000 cho một lọ thôi cô chú anh chị nhé. Đây là sản phẩm em cái nguyên liệu là từ địa phương và cũng sản xuất tại địa phương nên là cô chú anh chị yên tâm về cái chất lượng cũng như là về cái giá thành mà rất là rẻ, cô chú anh chị cho có thể mua cho mình, gia đình mình một cái sản phẩm tốt nhé. Và cái sản phẩm này thì em cũng đã bán rất là lâu rồi và được những cái phản hồi rất là tốt từ khách hàng. Nói chung là đây là cái hàng mà nó rất là đảm bảo về cái chất lượng cô chú anh chị ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn.